Đây nhá, sau cái video hôm trước em có chia sẻ là việc iPhone lên iOS 18 có thể thay màn hình từ máy này lắp sang máy kia mà vẫn báo là màn hình zin chính hãng, nên anh em cần phải lưu ý. Thì hôm nay xin chia sẻ một cái tin mới của iOS 18.1. Tin này thì cũng mới cập nhật hôm nay thôi, là anh em nâng lên iOS 18.1 những máy mà thay pin của linh kiện bên thứ ba, như kiểu như đây nhá. Một con máy em đã thay pin của một bên thứ ba. Đây là một cây 11 Pro Max. Đây, báo là không nhận ra pin nhá. 11 Pro Max. Linh kiện không xác định nhá. Mà nó sẽ báo là bảo trì. Đây, bảo trì không hiện phần trăm pin nhá, anh em nhá. Tiếp đến là một cây iPhone XS. Đây cũng báo là không nhận ra pin nhá. Đây, linh kiện không xác định. Phần trăm pin là không báo nha anh em nhé. Đây, cây này em đã thay một quả pin EU mới đây. Pin này pin của hãng thứ ba nhé, không phải của Apple, không phải là pin zin nhé. Cây 11 Pro Max thì em đã thay pin Pisen. Đây, mở cho anh em xem luôn. Thay pin Pisen nhé. Thì có một tin mới là anh em lên H 18.1 mình thay pin có thể chạy lên được, hiện được cái phần trăm pin. Tức là nó sẽ không báo là linh kiện không xác định, mà báo không báo phần trăm như này nữa, không báo là không hiện phần trăm nữa mà sẽ hiện phần trăm. Bây giờ em sẽ chạy lên iOS 18.1 anh em nhé. Hiện giờ nó đang ở iOS 17.6.1. Đây 17.6.1 nhá. Pin linh kiện không xác định. Rồi, sau khi chờ 15 phút thì em đã update xong lên iOS 18.1. Ngoài màn cài đặt màn hình thì vẫn báo là không nhận ra pin. Đó, cài đặt chung iPhone XS 18.1 nhá. Đây, vẫn có pin EU nhá. Đó, vẫn có pin EU. Mình sẽ vào trong kiểm tra xem nó đã báo được phần trăm chưa nhá. Đây, cái là pin báo là unverified nhá, pin chưa được xác minh này. Ồ, tuy nhiên vào trong thì đã báo được 100% rồi anh em nhá. Bây giờ anh em thay pin bên thứ ba là như là Pisen này, EU này, hoàn toàn có thể báo được phần trăm bình thường nhá. Không phải sạc cổ cáp gì cả nhá. Đó, không phải sạc cổ cáp gì nhá. Một quả pin mới lắp vào vẫn hiện 100% luôn. Anh em pin thủ quả này thì cũng là ăn no ngủ kỹ luôn, không phải suy nghĩ. Đây 11 Pro Max đây, giới thiệu đó, 18.1 nhá, cũng báo là unverified nhá. Ồ, ok nhá, đã hiện 100% rồi. Đây pin Pisen nhá, anh em thay pin EU hoặc là Pisen là thoải mái luôn, hiện phần trăm luôn, vô tư, không phải sàn cổ cáp nhá. Ông nào mà bảo sàn cổ cáp nó ngon thì bây giờ là thôi nhá, không cần nhá, không phải quan tâm cái cổ cáp là gì nhá anh em nhá. Pin nào cũng hiện phần trăm hết rồi, yên tâm thế nhá anh em nhá.